Sau khi các bạn móc xong 28 hàng thì chúng ta được một tấm như thế này. Chúng ta sau khi móc xong thì chúng ta sẽ tiến hành nẹp canvas luôn. Cái kiểu móc này thì chúng ta đều được hai mặt. Các bạn chọn một cái mặt nào đều đẹp thì các bạn dùng để làm mặt ngoài của chiếc ví nhé. Đây, các bạn nẹp canvas thì nẹp vào cái mặt lưng này, cho mặt cong vào trong. Ok, cái tấm này đủ vừa một tấm canvas luôn. Okay. Cái 28 hàng vừa đủ một tấm canvas luôn.
Rồi như vậy các bạn nẹp hết cái tấm này vào miếng canvas.